Tin Brazil, dòng chúa cứu thế kỷ niệm 75 năm truyền giáo bên Brazil. Ngày 22 tháng 7 năm 2018 vừa qua, dòng chúa cứu thế đã mừng kỷ niệm 75 năm hoạt động truyền giáo trong vùng Amazonia bên Brazil. Bên cạnh thánh lễ trọng thể cử hành tại đền thánh Đức bà Aparecida, còn có buổi trình diễn ca kịch và một buổi hòa nhạc do nhóm Racist Cabo Class là một trong các ban nhạc tôn giáo nổi tiếng nhất tại Amazonia hiện nay đảm trách. Cha Ronaldo Mendonca, phó tỉnh dòng Amazonia cho biết, sáu thừa sai đầu tiên của dòng đã từ San Luis, Hoa Kỳ đến Manaus ngày 22 tháng 4 năm 1943. Sau đó các vị đến Solimaus, thành lập cộng đoàn tại Manacapuru, Corazas và Coari, rồi xuống Belem để đến bang Bahia. Tuy gặp rất nhiều khó khăn trong việc học tiếng thổ dân, thích ứng với khí hậu khắc nghiệt, các phong tục tập quán và lương thực lạ lẫm, các vị nhất quyết ở lại và sống trong các nhà dân chúng. Ngày nay, dòng chúa cứu thế vẫn tiếp tục truyền thống truyền giáo gian khổ đó và tìm cách kêu gọi những người trẻ để có thêm các thừa sai người bản xứ.